Em trai. Chị á, tại sao em không nói với anh? Nói cái gì? Em đi nước ngoài mà em không nói với anh. Anh kiếm cái thông tin vớ vẩn ở đâu ấy? Em có mà đi ngoài ra nước ấy. À nhờ, cái trình độ học vấn 1 trên 12 của em thì đi nước ngoài thì chó được nhỉ. Xin lỗi anh đi nhá này. Sorry. Hello, how are you? I'm fine, thank you, and you? Ai là tiếng Anh luôn cả. Nữa này, sao lại này đó? Quỷ chứ sao? Quỷ chứ nè, quỷ chăng để đó. Hạt giảng luôn á. Hey, konnichi. Arigato gozaimasu. Công nhận là biết nhiều thứ tiếng nên là giỏi đấy. Có bí quyết gì à? Có chứ. Lại em chỉ cho, lại đây. Đây này, anh chỉ cần vào cái app Duolingo. Nó có rất là nhiều ngôn ngữ cho anh lựa chọn để anh học. Như tiếng Anh này, tiếng Hàn, tiếng Nhật, vân vân và vân vân. Nhưng mà có mất tiền không? Miễn phí anh ơi. Mà Duolingo ấy là ứng dụng học ngôn ngữ phổ biến trên toàn thế giới. Anh không biết à? Thế nhưng mà anh sợ học khó lắm. Học dễ như chơi một trò chơi luôn. Em với con em học suốt mà. Milk. Milk. Thế là cứ mấy cái ngôn ngữ nước ngoài thế là người Việt không biết gì đúng không? Ai mà không học là không biết đâu. Như em nhá. Em học xong nhá, em về em toàn áp dụng với con vợ em thôi. Thế anh về anh học mấy cái từ để anh về anh chửi với vợ anh. Chứ bình thường chửi tiếng Việt nó biết nó đấm anh.